Mến chào quý vị và các bạn đang xem video trên kênh của Khánh Ngọc. Quý vị thân mến, một người phụ nữ đang trong một mối quan hệ, nếu họ càng yêu mãnh liệt thì họ lại càng có xu hướng chủ động hơn trong mọi tình huống. Tất nhiên, không thể có một người phụ nữ nào ngay từ đầu mới quen nhau đã muốn điều này điều kia, nhất là nhu cầu thân mật của cơ thể. Cho dù trong lòng cô ấy có muốn đi chăng nữa thì chưa chắc cô ấy đã thật lòng nói cho bạn biết hoặc là gợi ý một cách lộ liễu cho bạn. Ngay cả khi bạn muốn đến gần cô ấy, trong tiềm thức cô ấy sẽ giữ một khoảng cách nhất định với bạn. Ví dụ, nhiều người đàn ông khi biết chắc rằng cô gái thích mình nhưng khi muốn hôn cô ấy lại đẩy ra. Thực tế có thể là đúng người rồi đấy, nhưng lại chưa đúng thời điểm các bạn ạ. Vậy thì khi một người phụ nữ nói chung muốn vượt quá giới hạn với một người đàn ông thì họ sẽ phát ra những tín hiệu gì? Trong video này, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn 3 tín hiệu cơ bản nhất mà phụ nữ sẽ cho bạn biết các bạn nhé. Tín hiệu thứ nhất là cô ấy vẫn ở bên bạn dù đêm đã khuya. Các bạn thân mến, ý thức tự bảo vệ của phụ nữ thực ra rất mạnh mẽ. Họ không ngu ngốc đến nỗi biết rằng có một cái hố phía trước mà vẫn nhảy xuống, trừ khi có bạn trong cái hố đó và cô ấy muốn ở lại với bạn. Một phụ nữ thừa biết rằng khi ở một mình với một người đàn ông trong cái thời điểm đêm khuya thanh vắng, kín đáo, chỉ có một nam một nữ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Phụ nữ họ thừa biết chứ không phải ngây thơ đâu ạ. Ngay cả cái việc mà các bạn giả vờ đau bụng để mà vào nhà nghỉ, đừng tưởng phụ nữ bị lừa đơn giản như thế. Họ vào cùng bạn chẳng qua là họ cũng chấp nhận những cái rủi ro có thể xảy ra. Một số người thì họ muốn vào lắm rồi nhưng mà ngại một tí. Đối với những phụ nữ mà ngoan hiền một chút thì rất sợ đêm khuya, nhất là khi ở bên đàn ông. Bởi vì họ đã nhìn rõ tâm tư đằng sau bề ngoài có vẻ là đàng hoàng của đàn ông. Và lý do tại sao cô ấy vẫn sẵn sàng ở cùng bạn. Không có gì khác hơn, đó là họ tin tưởng bạn hoặc họ đang có một cái kế hoạch gì đó. Nói chung, nếu một người phụ nữ ở lại với bạn vào lúc nửa đêm và không từ chối sự tiếp xúc gần gũi của bạn và đưa ra những tín hiệu như vậy thì cô ấy thực sự rất muốn vượt qua ranh giới và đang chờ đợi sự chủ động tiếp theo của bạn. Nếu trong hoàn cảnh này mà người đàn ông vẫn tỏ ra e dè khách sáo thì chỉ khiến cho phụ nữ thất vọng về bạn mà thôi. Tín hiệu thứ hai là phụ nữ sẽ chủ động nói chuyện với bạn về một số chủ đề nhạy cảm. Khi một người phụ nữ sẵn sàng để bạn lợi dụng, điều đó có nghĩa là trong trái tim cô ấy đã có một cái vị trí dành cho bạn. Những chủ đề nhạy cảm, mơ hồ là những chủ đề nào? Tất cả đều xoay quanh tình yêu và tình dục. Ví dụ cô ấy hỏi bạn rằng bạn đã xem bộ phim 50 sắc thái chưa? Hay là bạn có biết một cái diễn viên đóng phim nhạy cảm nào hay không? Hoặc là cô ấy hỏi bạn đã từng yêu một cô gái nào chưa? Đã từng ôm, từng hôn cô gái nào chưa? Nói chung, một người phụ nữ chủ động nói chuyện với bạn về một số chủ đề mơ hồ, nhạy cảm và đưa ra những cái tín hiệu như vậy. Điều đó thực sự có nghĩa là những cái ham muốn đã nảy mầm trong lòng cô ấy. Nếu không phải muốn bạn vượt qua ranh giới thì nhất định phụ nữ sẽ không chủ động như vậy. Phụ nữ biết rằng đàn ông là loài khó cưỡng lại được những cái gợi ý nhạy cảm. Một người đàn ông dù có đạo mạo cao thượng đến mấy, khi trước mặt là một cô gái đầy gợi cảm và sexy thì họ cũng sẽ buông thả. Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân, đúng không ạ? Hơn nữa, khi một cô gái đã chủ động khơi gợi ý với những cử chỉ, lời nói như vậy thì họ biết đàn ông sẽ hiểu được hàm ý. Cụ thể là cô ấy muốn gần gũi hơn nữa với người đàn ông trước mặt mình. Tín hiệu thứ ba
là phụ nữ sẽ không từ chối tiếp xúc cơ thể thường xuyên của bạn. Đối với phụ nữ, cơ thể thường là lá bài cuối cùng. Cô ấy có thể tán tỉnh bạn, nói chuyện và cười đùa với bạn, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ để bạn dễ dàng lợi dụng cơ thể cô ấy. Kể cả là một người phụ nữ hư hỏng, thì đôi khi ban đầu họ cũng làm ra cái vẻ danh giá một chút, chứ không tự dưng mà họ ngã ngửa ra giường của bạn đâu ạ. Có câu, thóc đâu mà đã cả rừng, ít ra phải có cái gì đó trao đổi, đúng không ạ? Còn đối với những cô gái tạm gọi là đoan trang, thì có khác biệt ít nhiều. Khi muốn trao thân cho một chàng trai, thì cô gái sẽ dùng những cái tín hiệu gợi ý cho đàn ông chủ động. Bởi vì nếu cô ấy chủ động, thì cô ấy sẽ mất giá. Nếu chưa đủ thích, chưa đủ yêu, không có ý định trao thân gửi phận cho đàn ông, thì cô gái sẽ cố gắng từ chối tiếp xúc cơ thể thường xuyên. Ví dụ, cô ấy chỉ cho nắm tay, chứ không cho sờ vào chỗ khác. Ví dụ cô ấy chỉ cho ôm, nhưng không cho hôn. Ví dụ cô ấy chỉ cho bạn ngồi cạnh, chứ không cho ngồi sát vào người. Rất nhiều những cái ví dụ thực tế mà phụ nữ từ chối việc đàn ông tiếp xúc cơ thể nếu như họ không thích. Nhưng một khi mà họ đã sẵn sàng thì tín hiệu rất rõ ràng. Họ cho chàng trai nắm tay, cho đụng chạm vào nhiều vị trí khác trên cơ thể mà không có ý định phản kháng. Tức là họ không phản đối, không gỡ tay bạn ra. Tín hiệu này nói lên điều gì? Chẳng có mục đích nào khác là việc cô gái đã buông xuôi, đã sẵn sàng cho những cái điều thú vị sau đó. Nói chung, khi một người phụ nữ hoàn toàn không từ chối sự tiếp xúc thân thể thường xuyên của bạn, thậm chí còn cố ý tạo cơ hội cho bạn tiếp cận, thậm chí là chủ động tiếp cận bạn, phát ra tín hiệu như vậy, thì trong lòng cô ấy thực tế đã rất khao khát được vượt qua giới hạn với bạn. Tín hiệu thứ tư là cô ấy luôn nói đến việc buồn ngủ hay là muốn đi tắm. Ở đây là một trong những cái tín hiệu rất khó đoán của đàn ông. Ví dụ cô gái nói là em buồn ngủ quá hay là em muốn đi tắm. Vậy thì đằng sau đó có hàm ý gì không? Tất nhiên là có, nhưng phải trong một ngữ cảnh phù hợp. Nếu như cô gái chỉ nói điều đó khi hai người trò chuyện qua điện thoại, thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu cô gái liên tục nói ra điều đó khi hai người ở bên nhau, thì đó là một cái gợi ý rất rõ ràng. Phụ nữ muốn đàn ông hiểu rằng cô ấy rất muốn gần gũi với họ. Ví dụ cô gái nói, em buồn ngủ quá. Đàn ông chỉ cần nói rằng, anh đi ngủ cùng em nhé. Hoặc là, vậy anh đưa em vào giường ngủ nhé. Thì chắc chắn nhiều cô gái không từ chối. Và khi cô gái nói muốn đi tắm cũng vậy. Nếu đàn ông đưa ra một cái đề nghị táo bạo nào đó, thì cô ấy rất dễ gật đầu đồng ý. Bởi vì khi nói ra những cái điều đó là phụ nữ đang chờ đợi xem chàng trai trước mặt mình sẽ nói gì. Tuy nhiên, nói như thế nào thì đàn ông phải tế nhị các bạn nhé. Các bạn thân mến, với 4 tín hiệu cụ thể mà Khánh Ngọc vừa chia sẻ, chắc hẳn sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về tâm lý của phụ nữ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Khánh Ngọc. Tạm biệt và hẹn gặp lại!